X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Từ khi ra mắt vào năm 1972 cho đến nay, Royal Oak đã trở thành biểu tượng không chỉ của Audemars Piguet mà còn của ngành đồng hồ đương đại thế giới. Kỷ niệm 40 ngày ra đời đồng hồ Royal Oak nữ, thương hiệu Audemars Piguet đã hợp tác cùng nhà hoàn kim giàu kinh nghiệm tại xứ Florentine, Ý cho ra đời kiệt tác thời gian mang tên Royal Oak Frost Gold. Ra mắt vào năm 2016, sự xuất hiện của chiếc đồng hồ này đã mang tới tiếng vang lớn cho thương hiệu, đồng thời nâng tầm vị thế của Royal Oak nữ trong lịch sử ngành đồng hồ xa xỉ. Độc đáo và ấn tượng, tuyệt phẩm Frost Gold đã chiêu đãi công chúng một bữa tiệc thị giác như một dòng sông ngân hàng ấm áp trên vàng hồng hay như những giọt sương già dưới ánh trăng trên vàng trắng. Để tạo nên phiên bản tuyệt đẹp này, thương hiệu AP đã sử dụng một kỹ nghệ chế tác vàng cổ xưa được biết đến với cái tên Florentine. Vì sao lại là Florentine? Hãy cùng Xuân Hiền tìm hiểu nhé! Quê hương của nghệ thuật chế tác vàng Florentine là vùng đất Florence, Ý. Mệnh danh là đô thị hàng đầu thế giới với nền kinh tế hưng thịnh từ thế kỷ 12. Trong suốt nhiều thế kỷ, Florence được lựa chọn là nơi để đúc đồng tiền vàng riêng để giao tế. Nhờ đó mà nghề làm vàng ở Florence phát triển một cách nở rộ và trở thành cái nôi sản sinh ra hàng trăm kỹ nghệ chế tác vàng mang tầm vị thế trong giới điêu khắc nước Ý. Đặc trưng của kỹ thuật Florence là sử dụng các dụng cụ thủ công để trang trí bằng nhiều hình thức, không giới hạn ở kỹ nghệ chạm trổ hoa văn thường thấy trong các chế tác vàng ở nhiều quốc gia khác. Kỹ thuật Florence đa dạng hơn khi sử dụng nhiều đường xước, đường kẻ kết hợp nhiều chi tiết dập đều đặn và chính xác, tạo thành một bề mặt tinh tế mà ấn tượng. Mặc dù đã tồn tại hàng thế kỷ và trang sức vàng Ý luôn xếp top đầu tiên thế giới, nhưng kỹ thuật chế tác của họ vẫn luôn được coi là ẩn số. Lý do là bởi ngón nghề cổ xưa này chỉ được bảo tồn riêng trong nước Ý theo hình thức cha truyền con nối và không được phổ biến rộng rãi. Chỉ cho đến thế kỷ 21, khi ông lớn Audemars Piguet tôn vinh và đưa vào bộ Royal Oak Frost Gold, thì nhân loại mới có cơ may tiếp cận đến nghệ thuật chế tác vàng đặc biệt này. Nếu là một tín đồ đồng hồ, chắc chắn anh em đã từng nghe đến cái tên Royal Oak. Là một trong những bộ sưu tập biểu tượng của ông trùm AP, Royal Oak xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1972 với thiết kế dành cho nam giới và tiếp tục ra mắt dòng Royal Oak dành cho nữ vào năm 1976. Sở hữu các đặc trưng dễ thấy như mỏng hơn, nhẹ hơn và thanh lịch hơn dòng sản phẩm dành cho nam giới, thiết kế Royal Oak nữ nhanh chóng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Chỉ trong vòng 40 năm, lượng người hâm mộ bộ sưu tập đã phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới và trong số đó có nữ nghệ nhân kim hoàn Carolina Bersi là thế hệ thứ 4 điều hành công ty trang sức nổi tiếng tại Ý và được thành lập vào năm 1885, chỉ sau Audemars Piguet 10 năm. Bắt nguồn từ niềm yêu thích Royal Oak nên ngay khi nhận lời mời hợp tác từ CEO của Audemars Piguet, ngài Francis Henry Benamius, nghệ nhân kim hoàn Carolina Bersi đã đồng ý. Ngay lập tức, cô đã vượt đường dài đến thăm nhà máy của AP tại Librezos và thế là hành trình đưa kỹ nghệ chế tác vàng gia truyền giàu lịch sử vào những thiết kế thanh mảnh của Royal Oak để tạo ra những phiên bản đồng hồ nữ ấn tượng bắt đầu. Vậy kỹ thuật Florentine đã được thể hiện như thế nào trên Royal Oak? Hãy cùng Xuân Hiền khám phá nhé! Kỹ thuật mà Bersi sử dụng cho phiên bản Royal Oak kỷ niệm là khai thác khía cạnh mờ của vàng. Bằng cách khiến lớp vàng mờ bắt sáng, lấp lánh, kỹ thuật này có khả năng biến những chiếc đồng hồ vàng tỏa sáng lộng lẫy, không kém đồng hồ nạm vun kim cương. Để tạo ra bề mặt vàng mờ, nhà thiết kế dùng búa gõ lên một công cụ có mũi nhọn bằng kim cương siêu nhỏ để tạo ra những vết lõm nhỏ trên bề mặt. Những vết lõm nhỏ đều được đặt, được dập san sát nhau, tạo hiệu ứng như hàng trăm hạt bụi kim cương li ti đang bám trên mặt vàng. Khi chạm vào bề mặt đã được xử lý Florentine, ngay từ lần đầu tiên sẽ cảm giác thô ráp nhẹ. Nhưng nếu quan sát tổng thể bằng mắt thì chúng ta sẽ thấy bề mặt này có sự mượt mà đáng ngạc nhiên bởi sự cân bằng hoàn hảo từ lực đâm và độ sâu của các vết lõm. Quá trình chế tạo ra bề mặt Frosted Gold trên thiết kế Royal Oak nữ kéo dài hơn 1 năm và trải qua 7 lần thử nghiệm thì bản prototype đầu tiên mới được phê duyệt. Hướng tới thiết kế sở hữu bề mặt vàng bắt sáng lấp lánh tuyệt vời nhất nhưng lại mịn màng, thanh lịch và vẫn giữ được những nét định dạng lên Royal Oak, nhất là đường nét và cạnh vát. Sản phẩm do Audemars Piguet và Bersi chế tạo chỉ áp dụng kỹ thuật Florentine lên những bộ phận cụ thể như mặt trước dây đeo, vành bezel và các tay càng.
Ngoài ra, các bề mặt như phía trong mặt dây, logo AP ở phần khóa dây, mặt lưng, cạnh vát của vành bezel và các mặt vát của dây đeo hoàn toàn được giữ nguyên giống nguyên tác. Thách thức lớn nhất khi chế tác các phiên bản Royal Oak Frosted Gold là làm sao để tạo ra được cái nhìn liền mạch ở mọi góc độ. Chính vì thế mà quá trình chế tác này gần như được hoàn thiện thủ công bằng tay, chỉ sử dụng máy móc để sơ chế ở công đoạn đầu, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào các nghệ nhân. Vậy nên, những chiếc Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn và giá thành cực cao. Vào năm 2016, bộ sưu tập Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold đã chính thức ra mắt công chúng, thổi một làn gió mới đến làng đồng hồ thế giới. Áp dụng kỹ nghệ chế tác cổ xưa với thiết kế đương đại, bộ sưu tập này nhanh chóng được công chúng yêu thích và nhiệt liệt ủng hộ. Xuất hiện lần đầu tiên tại SIHH vào năm 2016, bộ sưu tập Royal Oak Frosted Gold được trình diễn trước công chúng với hai màu là vàng trắng và vàng hồng, với đường kính tương ứng là 33 và 37mm và độ dày chỉ 7mm. Trong đó, phiên bản 33mm sử dụng máy quartz, còn phiên bản 37mm được trang bị bộ máy Automatic Caliber 3120. Đặc trưng của dòng sản phẩm này là mặt số sở hữu những họa tiết render tapestry với ô cửa sổ lịch ngày ở góc 3 giờ đi cùng độ đầm tay đáng kể, bởi đây hoàn toàn là vàng khối. Đặc biệt, chi tiết Frosted Gold vô cùng ấn tượng, xuất hiện trên gần như toàn bộ bề mặt, lấp lánh như một viên kim cương được cắt tỉa cẩn thận đang tỏa sáng rực rỡ. Ngoài phiên bản nhỏ dành cho nữ, không lâu sau, một phiên bản lớn hơn với đường kính 41mm đã được sản xuất với số lượng chỉ 200 chiếc trên toàn thế giới, với mặt số màu xanh chạm vân tapestry và trang bị cỗ máy tự động Caliber 3120. Trong đó, một chiếc thuộc quyền sở hữu của CEO của Audemars Piguet, ngài Francois Henri Benmanius. Quyến rũ, thể thao, ấn tượng, sự xuất hiện của Royal Oak Frosted Gold đã thổi một làn gió mới đến ngành đồng hồ xa xỉ. Tuyệt tác đã tái hiện thành công kỹ thuật Florentine cổ xưa trên một thiết kế đồng hồ đương đại. Có thể nói, đây là sự kết hợp đầu tiên chưa từng có trong ngoại lệ. Cũng vì thế mà bộ sưu tập Royal Oak Frosted Gold luôn được coi là sản phẩm tiên phong của Audemars Piguet trước nhiều đối thủ cạnh tranh khác, trong khi vẫn duy trì tính thẩm mỹ cốt lõi của một thương hiệu đồng hồ có lịch sử tồn tại hơn 140 năm. Nằm trong bộ ba tam thánh của đế chế đồng hồ Thụy Sĩ, Audemars Piguet luôn là cái tên có tiếng vang lớn trên thị trường và những sản phẩm của họ luôn là niềm khát khao của mọi tín đồ đồng hồ cao cấp. Hy vọng ở qua chuyên đề vừa rồi thì anh em đã có thể thêm kiến thức bổ ích về kỹ nghệ chế tác đồng hồ đặc biệt của ông chú này. Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ngay dưới comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.